Hello, xin chào tất cả các em. Lại là chị đây. Hôm nay chị sẽ tiếp tục tô cái xe cứu hỏa lần trước chị đang tô dở. Bây giờ hôm nay chị sẽ tô thôi. Đấy, đây là cái tàu nên là chị sẽ tô rất là đẹp. Rồi. Bây giờ thì chị sẽ tô lấy màu đỏ khác để chị tô. Màu đỏ khác, đây là màu đỏ. Bây giờ chúng ta sẽ tô màu đỏ thôi. Tô màu đỏ cho chiếc xe này. Đằng trước thì nó sẽ rất đậm nhưng mà đằng sau thì chúng ta sẽ tô màu đỏ khác, bởi vì màu nước có lúc nó tắt nên là chị sẽ phải lấy một là màu sáp, hai là màu nước. Bây giờ ra tiếp tục tô thôi, vừa nãy rơi đồ nên là chị phải nhận. Rồi bây giờ ta sẽ tô cái xe này nhé. Màu sáp thì tô sẽ rất là dễ, còn màu nước thì phải tô thật là tỉ mỉ, bởi vì nó sẽ không để nó sẽ không tô ra ngoài. Còn màu sáp thì sẽ phải tô ra ngoài thôi, là bởi vì nó đầu đầu của nó tô sẽ nó là cái loại sáp này phải tô ra ngoài được. Này vừa nói xong đã như thế này rồi. Đấy. Trời ơi, chị tô ra ngoài mất rồi. Xin lỗi các em nhá. Còn cái chỗ này nữa chị sẽ lấy màu đen để tô lại. Đấy. Sẽ lấy màu tô tiếp. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ lấy màu đen để chúng ta tô nhé. Bây giờ chị sẽ đi tìm màu đen. Màu đen của chúng ta đây. Đen, màu đen này là bút lông màu đen. Nên là chị thấy là nó tiện lợi, đỡ phải tô cái màu đen kia. Nên là chị sẽ lấy cái màu này để chị tô cho nó dễ. Dễ dàng. Video đến đây là kết thúc rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đón chờ
Đón chờ phần tiếp theo nhé. Bây giờ chị xin chào và hẹn gặp lại tất cả các em ở những video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.